Hey, Lôi xin chào tất cả mọi người cùng ghé kênh Nhịp Sống Nông Dân nhá. Và hôm nay mình tình cờ có ghé qua một cái rẫy thì mình xem cái vườn cà này cà một dòng 138 thì với cái sở hữu là ông chủ nhà ít đi làm nhưng mà phần đá là mượn người làm rồi bỏ phân. Thì đây là tác hại của ném phân ở trên cây cà phê mà chạy như thế này. Đó, quá kinh khủng luôn. Khi cây cà phê mà như vậy thì thiệt hại rất nhiều. Hầu như phần đá cây nào cũng bị hết. Đó, thấy không? Ném phân vào gốc này. Đây gọi là phá hoại chứ không phải là cách để mà người ta chăm cho cái cây nó phát triển, mà đây là cách để phá hoại cây. Hầu như cây nào cũng vậy. Đây, thấy không? Đây là cà thì trải rất nhiều nhưng mà bỏ phân mà bỏ như thế này gọi là đi phá hoại tài sản, ghê quá. Mình lần đầu mới thấy những cái vườn cà mà như thế này mà bị này. Thì cà dòng cà 138 cũng rất chi là ưa chuộng với tất cả bà con ở Tây Nguyên, ở vùng phần đá Đắk Lắk, Đắk Nông. Thì tỷ lệ của nó thì cũng rất là đạt. Nhưng cái đặc điểm của nó là thường thường hay bị nấm rụng trại. Trời ơi. Bỏ phân mà bỏ như thế này thì quý vị xem như thế nào. Cái tác hại gọi là mượn người đi hại vườn cà của mình, nhưng vậy là bỏ phân để cho cây tốt, mà khi bỏ phân như vậy dưới gốc nó cây gì nó cũng chết luôn này. Thế phân tồn á này, trời ơi, quá kinh khủng luôn, chết. Cái này là thiệt hại cũng hơi bị nhiều đấy. Mình thấy là ném phân như thế này thì quá thiệt hại luôn. Đây, hầu như cây nào cũng bị hết, bởi vì người ta đứng ném phân, đứng thẳng lưng ném nên khi ném vào thì phân nằm ở trên cành lá trái, mà đặc biệt là trái thời điểm này có rồi mà ném vào như thế vậy thì quá phí luôn, quá cái gớm. Mình cùng ca trại ca dòng 138 nhìn rất đẹp luôn, chuỗi ca thì rất đẹp, nhưng mà đây những cái chuỗi nào bị chạy đã 1 2 3 4 5 6 7 8 8 đến 10 canh bị chạy luôn. Cây nào cũng bị hết, bởi vì phân trồn bỏ phân như thế này thì gọi là cái này là đi phá hoại cà phê mà giá đắt như thế này mà mình thấy cây nào cũng bị nọng ruột quá trời. Rồi xách số phân đi bỏ, mà bỏ này thì chỉ gọi là cái cây cà trái sai trái như thế này mà bị mất bị mà nó chạy ở trong cái bỏ phân, nó chạy ở trong cái thân luôn này, cái thân đó. Không, trong cái thân này bỏ tạt vào để nó chạy cả cái thân này, là chạy ra cái cùm cà này luôn. Thời điểm này gần thu hoạch rồi, bỏ phân này là mới bỏ phân đợt 3 này, thì tình cờ mình đi vào thấy cái vườn cà cũng rất đẹp. Hiện tại năm nay cho thu mùa chính, nhìn thấy rất đẹp luôn. Lượng trái cũng rất nhiều, rất đều.
Dàn cảnh cho năm sau cũng rất đẹp. Do cái vườn ca này là mình cùng em bọn mẹ là do chủ người ta không bận công việc nhà nước, không chăm sóc, lâu lâu mượn người vào rồi vào đổ phân rồi cắt cỏ rồi làm xong một ngày là về. Đó, nhìn đã không? Nhìn quay lên nhìn phê luôn, nhìn nói những cái giống ca mà thời này thì có rất nhiều giống ca rất năng suất. Cái giống ca này thì cũng được lâu rồi, mình không nhớ là khoảng tầm tầm 2017 là cái giống ca này đã có mặt trên thị trường của Đắk Lắk và được lan truyền cũng rất nhiều. Sau này thì cũng thêm được nhiều giống ca rất năng suất chạy này. Bỏ phân gọi là đựng, đựng thẳng lưng bỏ phân nên, cây nào cũng bị chạy. Đây anh lê thẳng lưng đi dạo mà cắt cỏ một bên, mà đến thời điểm này giá cả được chốt 100 trên 100 ngàn rồi, mà giờ mà cây nào cũng bị như này này, hầu phần đá là cây nào cũng bị, bởi vì khi mượn là mượn các bạn trẻ vào là ném phân tóc hành này về chạy chạy cả thân, chạy cả trái, chạy cành. Sao tình hình xuống coi khô đắng. Cái thằng đấy này thọng lá, thọng lá là đầy từ đây sang bên nở cho ông 3-4 ngàn bên nữa này. Thọng xuân á của ông nội á. Đấy lội đi thằng chỗ luôn 2 hết rưỡi vậy. Của thọng xuân nước nhiều lắm. Mình mong mua ruộng của nhà em đôi dưới á. Mình mà về em tự đứng á. Có chứ. Thì đâu là đấy mấy đó mày. Hẳn có đường dây đi theo đường đi lại đâu kia luôn hả má. Không chắn tây điện à? Điện. Tây điện sướng hết hả? Bố tiến tây điện. Tây điện hẳn tưới thì bên ở trong vùng đi gọi nhiều nhà cũng theo nước đó. Một bát tạm xoài một loài nữa. Anh cảm nhận khi vườn cà này bỏ phấn như thế nào? Nó giảm gạnh mình cái cà phê nó cho rụng bớt á. Đồng đều cả, nói chung là đẹp nhưng mà không đồng đều. Ông này là làm bên cán bộ công viên chức nên hàng ngày không đi được rẫy nên chỉ thuê người làm thôi. Nếu mà đồng đều như trồng một đồng loạt như cây này không thì đâu có tệ đâu. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Hôm nay thì cũng là ngày 22 đây, 23 đây, ngày 23 tháng 9, 2024, cuối tháng, chết cả canh mà chết cả cây, có những cây anh bỏ chạy, chết cả gốc trong luôn, chết cả thân luôn. Nhiều tiền, lấy tiền bọn thành lớn nhiều rồi. Cây nó hình bên này. Nó hầu như có là cây nó không bị ạ. Ném cứ đứng thẳng lưng, ném một ca sạt quả này. Cây này. Này.
rất đẹp, nhưng mà bỏ phân thì bỉ. Cây ca này là cây ca bạch tàng này. Bạch tàng quẻ em ở trong hành bia đi để xịt cho ít lần, xịt lại ở trong lấy nó lạ đi đấy, lá hai cặp lạ mà anh bị. Xanh lùn này, xanh lùn đi, xanh lùn đi, trái to. Nếu mà trồng thả đọt thì xanh lùn không chê vào đâu được, và cái năng suất của anh cũng không thua kém một dòng nào. Lá xoài xanh lùn thiền trường TR4 rồi, rất vân vân và rất vân vân, rất nhiều dòng ca. Đây dòng ca 138 đây, trái rất nhiều luôn. Thôi xin kết thúc video tại đây. Chúc tất cả mọi người cũng như anh em năm nay một mùa cà phê bội thu, giá được bình ổn. Mọi người đi qua cho mình một like và một chia sẻ và một đăng ký, cũng như để lại bình luận dưới với những cái ý kiến khi bỏ phân như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.